chào mừng các bạn đã đến với kênh Nguyễn Dũng. Vâng, và ngày hôm nay mình sẽ cùng đoàn của mình đi đến trạm y tế phường Linh Trung để mình khám chữa bệnh nha các bạn. Thì mình đến đây từ rất là sớm luôn, thì mình sẽ quay lại cái quang cảnh này cho các bạn cùng xem. Là bây giờ các bạn vô mới có mấy người thôi, và ở đây là cái khâu chuẩn bị nha các bạn. Thì ở đây là có rất là nhiều người, người ta chuẩn bị để người ta cắt tóc miễn phí, khám chữa bệnh miễn phí cho những đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn. Thì cứ tiếp tục như thế, mình sẽ quay lại cái quang cảnh này đây cho các bạn cùng xem. Là đây là một cái ngày chủ nhật thật ý nghĩa mà mình quay cách đây cũng mấy ngày rồi. Mời các bạn hãy cùng theo mình, cùng theo những cái dấu chân tình nguyện. Thì bây giờ trời bắt đầu cũng đã nắng lên rồi các bạn. Rồi đây mình đang quay á, thì cái quang cảnh này nó cũng hơi chá mặt trời một tí xíu. Và các bạn ở đây chúng ta đang xếp hàng ghế chờ nha các bạn, chờ để đến lượt mình khám chữa bệnh và cắt tóc miễn phí. Điện thoại của em con, điện thoại của em nó đưa rồi đó nha. Điện thoại công ty nó đưa là anh đưa cho anh Thơm rồi đó. Caramel nè. Nhớ cầm điện thoại của anh giúp trả anh ta nha chạy. Và bây giờ các bạn của chúng ta đang lên trên này ngồi ghế chờ để được khám và chữa bệnh miễn phí nha các bạn. Và bác sĩ ra ngoài để hướng dẫn cho các bạn ship hàng và các bạn đi khám như thế nào. Và cơ hội đã đến rồi, các bạn của chúng ta cũng làm những tấm ảnh lưu niệm như thế này. Và bạn của chúng ta cũng đã nhận được một cái phần quà ý nghĩa từ ngân hàng VB Bank đã tài trợ. Thì cứ như vậy thời gian cứ thấm thoát trôi qua và chúng ta đã nhìn thấy được rằng các bạn của chúng ta đang đứng lên trên này để chuẩn bị là cắt tóc miễn phí ở bên đây nha các bạn. Các bạn hãy nhìn đi, bên đây là có những chàng thanh niên của chúng ta đang ngồi ở đây và được cắt tóc rất là đẹp trai luôn. Thì mình sẽ quay lại cái quang cảnh này cho các bạn cùng xem, các bạn cùng chiêm ngưỡng nó. Vâng, và ngày hôm nay mình trình bày cái video của chúng ta đến đây cũng đã kết thúc rồi. Nếu các bạn xem thấy video hay và bổ ích hãy đăng ký ngay. Đồng thời các bạn có thể để lại lời nhận xét công khai phía bên dưới cho mình. Nếu các bạn thấy video hay hơn nữa hãy chia sẻ cho kênh Nguyễn Dũng Vlog ngày càng phát triển nha.